Xin kính chào quý vị và các bạn. Từ thứ ba tuần tới, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa nhiều về chiều. Còn Bắc Bộ và Trung Bộ thì nhiều nơi vẫn có nắng nóng. Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ bao gồm thủ đô Hà Nội sẽ là khu vực mà có nắng nóng trong 3 ngày của đầu tuần tới với nhiệt độ cao nhất là từ 35 cho đến 37 độ. Phải đến đêm thứ tư thì mưa dông mới xuất hiện và giải nhiệt cho cả Bắc Bộ. Với Trung Bộ nắng nóng kéo dài hơn, dự báo là thêm 6 ngày nữa. Vùng màu cam đỏ tương đương với mức nhiệt từ 35 cho đến 38 độ thì vẫn bao phủ hầu khắp các khu vực này. Thậm chí là vùng núi từ Nghệ An trở vào cho đến Quảng Ngãi có thể trên mức 39 độ, mức nắng nóng đặc biệt gay gắt. Thời tiết nắng nóng lại được nghỉ hè, nhu cầu bơi lội của trẻ tăng cao. Để tránh các tai nạn đuối nước có thể xảy ra, quý vị không cho trẻ bơi ở những hồ nước lạ, chưa biết độ nông hay sâu. Khi đi bơi nên đi chung với những người bơi giỏi và mang theo áo phao. Chỉ đi bơi ở các hồ bơi đảm bảo an toàn và có nhân viên cứu hộ giám sát. Tuyệt đối không rời mắt khỏi trẻ nhỏ lúc bơi. Về diễn biến mưa ở phía Bắc, từ chiều tối nay thì vùng núi Nghệ An đến Thanh Hóa ra đến phía Tây của khu vực Bắc Bộ cũng như là Hà Nội thì đã có mưa dông mạnh. Dự báo tối và đêm nay, mưa sẽ còn diễn ra ở các nơi khác của khu vực Bắc Bộ. Có nơi mưa to dễ tiềm ẩn theo gió giật và sấm sét. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa sẽ tạm giảm vào ngày mai. Đến thứ ba của tuần sau thì mưa sẽ xuất hiện nhiều trở lại về chiều và tối. Lưu ý là có điểm mưa to có thể đi kèm theo dông gió mạnh. Còn sáng và trưa thì trời có nắng. Nhiều nơi ở Nam Bộ khá nóng với mức nhiệt trong khoảng là từ 32 cho đến 34 độ. Đến đây bản tin của chúng tôi xin được kết thúc. Ngay sau đây sẽ là dự báo cho các thành phố trên cả nước trong 7 ngày tới.